cảm ơn sự ủng hộ của các nhà tài trợ và cảm ơn đài truyền hình đã truyền hình và đưa tin tới mọi người trên cả nước về lễ hội âm nhạc. Và để không để mất thời gian nữa, chúng tôi xin được phép bắt đầu buổi biểu diễn hôm nay bằng một dàn nhạc trẻ Mayus Philharmonic với nhạc trưởng Lưu Quang Minh.